Thưa quý vị, hiện thì hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 64 bệnh viện, 215 phòng khám đa khoa, 6.223 phòng khám chuyên khoa và hơn 9.000 nhà thuốc. Do đó, nếu như được huy động và kích hoạt, thì sẽ góp phần không nhỏ giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở, tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vừa trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương án thí điểm để cho y tế tư nhân tham gia vào chăm sóc và điều trị bệnh nhân Covid-19. Theo đó, cơ chế thu phí dựa trên tự nguyện và thỏa thuận giữa người bệnh và cơ sở cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Cụ thể, F0 chọn bác sĩ tư vấn chăm sóc, tự thanh toán tiền khám, chi phí đi lại cho nhân viên y tế, giám một lần khám tại nhà không quá 200.000 đồng một lượt, các phương tiện phòng hộ, vật tư tiêu hao, khẩu trang, găng tay y tế dùng cho nhân viên y tế và thuốc theo phác đồ điều trị COVID-19 do Trung tâm Y tế cấp. Nhân viên y tế tham gia chăm sóc F0 tại nhà không hưởng các chế độ phụ cấp phòng chống dịch khác. Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân chăm sóc F0 tại nhà chịu trách nhiệm kê khai giá khám với sự y tế và công khai để người dân lựa chọn.